hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu ngữ pháp nik is soil of soil tức là có hoặc không có một cái gì đó à, cái đồ vật ở đây đó là n đó là danh từ chỉ đồ vật hoặc là địa điểm hoặc là người có ở có hay không có tồn tại hay không tồn tại và ngữ pháp này được trung tâm giảng dạy ở trong phần học giáo trình seoul 1 a bài số 2 chúng ta sẽ chi tiết đi vào nội dung của ngữ pháp này. Ika isoyo opsoyo gắn sau danh từ, đó là sau danh từ chỉ đồ vật hoặc người đấy ạ. Sử dụng khi nói về sở hữu, sự sở hữu có đồ vật hay người hay động vật nữa. Ika opsoyo dùng khi nói về sự không có đồ vật hay người hay cái gì đó nếu không có bát chim, chúng ta cộng với K và danh từ đi với K. còn nếu mà có bát chim thì danh từ đi với i ví dụ nam cha chingu K thành nam cha chingu K tức là nam cha chingu ở đây là bạn trai thì là nam cha chingu K isoyo là có bạn trai nam cha ka of upsoyo nam cha ga upsoyo là không có bạn trai. Tiếp theo, chúng ta trường hợp có bắt chim, chúng ta sẽ dùng là trợ từ chủ ngữ sẽ là y. Usan đây là cái ô, usani thì chúng ta có thể nói usani isoyo đó là có ô. Usani opsoyo là không có o. Chúng ta xem một số ví dụ bên dưới. Cho nên đám trai chim của tôi có bạn trai. Usani Bạn có ô không? Các bạn lưu ý trong câu hỏi chúng ta lên giọng Anio Usani Không, tôi không có ô Nana Sinan Namcha Chinguka Bạn Nana không có bạn trai Tiếp theo, ik có thể được giản lược trong khi nói. Ví dụ như là Tông chơn ý ý tức là bạn tông là tiền xu. Bạn có tiền xu không? Thì tương tự với câu này thì chúng ta có thể dùng là trong văn nói Tông chơn bạn có tiền xu không? Ở đây trong trường hợp này y không nói đến cũng không làm à, thay, thay đổi về nghĩa. Nếu các bạn thấy hay và ý nghĩa, hãy đăng ký kênh để liên tục cập nhật các video mới và chia sẻ cho các thành viên khác để ai cũng giỏi tiếng Hàn nhé. Ngoài ra, các bạn có thể vào trang web duhocvietmy vn hoặc show.edu.vn để tìm thêm một số tin tức bổ ích cho mình và người thân về các chương trình đầy ý nghĩa. Trân trọng và hẹn gặp lại các bạn tại các video sau. Sucuasosimida. Bye bye.